Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông Tấn. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Sáng nay mùng 6 tháng 9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, ngôi trường có bề dày truyền thống của vùng đất Nghệ An. Hiện nay, trên tuyến quốc lộ 1A qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn hàng chục điểm đen và các tụ điểm phức tạp về tai nạn giao thông. Trong tháng an toàn giao thông năm nay, các ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi kiên quyết xóa bỏ các điểm đen này nhằm góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do tai nạn giao thông gây ra. Hội nghị kỷ niệm 50 năm phong trào không liên kết tháng 9 năm 1961, tháng 9 năm 2011 đã tổ chức trọng thể vào chiều ngày 5 tháng 9 tại thủ đô Belgrade của Serbia với sự tham dự của 105 đoàn đại biểu thuộc 101 nước. Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Lê Lương Minh dẫn đầu. Ngày 5 tháng 9, Tổng thống Barack Obama khẳng định các dự án phát triển cơ sở hạ tầng sẽ là một phần trong kế hoạch tạo việc làm của chính phủ Mỹ trong thời gian tới. Giá vàng thế giới tăng vọt trong phiên giao dịch đầu tuần bởi những lo lắng mới về nợ công ở châu Âu đã thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến các tài sản an toàn. Chốt phiên ngày 5 tháng 9, tại cả thị trường Anh và Mỹ, giá vàng một lần nữa chinh phục ngưỡng $1,900 một ounce. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, ngôi trường có bề dày truyền thống dạy và học của vùng đất Nghệ An. Chúc mừng các thầy cô giáo, học sinh trường chuyên Phan Bội Châu trong năm học mới. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những nỗ lực phấn đấu của thầy trò trường chuyên Phan Bội Châu và ngành giáo dục Nghệ An. Năm học vừa qua, trường chuyên Phan Bội Châu tiếp tục là đơn vị giáo dục hàng đầu trong cả nước với thành tích 4 học sinh đoạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế, 59 em đạt giải quốc gia. Trường xếp thứ 2 trong cả nước về số học sinh đạt giải quốc gia. Nhiều học sinh trường Phan Bội Châu đã đỗ thủ khoa trong kỳ thi đại học vừa qua. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định năm học 2010-2011 có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là năm học đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11. Để thực hiện tốt sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam, trường chuyên Phan Bội Châu cùng ngành giáo dục cả nước cần đổi mới căn bản, toàn diện, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học ở các bậc học, đẩy mạnh thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục lịch sử, đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm xã hội, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng với truyền thống dạy và học nhiều năm liền là lá cờ đầu của ngành giáo dục cả nước, học sinh trường chuyên Phan Bội Châu tiếp tục sẽ noi gương các thế hệ đi trước, phấn đấu đạt nhiều thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học, xứng đáng là ngôi trường mang tên nhà trí sĩ Phan Bội Châu, tự hào trên quê hương Bắc Hồ, để mai sau trở thành công dân tốt, thành đạt, đóng góp đức tài cho đất nước. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đánh trống khai giảng, tặng quà cho các học sinh nghèo vượt khó và đạt thành tích trong học tập, đồng thời trồng cây lưu niệm tại khuôn viên nhà trường. Năm học 2011-2012, toàn tỉnh Quảng Nam có tổng số 759 trường học với hơn 325.000 học sinh từ mẫu giáo đến trung học phổ thông cũng hân hoan bước vào ngày tựu trường. So với năm học trước, số trường học tăng 5 trường nhưng số học sinh giảm gần 2.000 em. Trong đó giảm nhiều nhất là cấp trung học cơ sở và cấp tiểu học. Chuẩn bị cho năm học mới, tỉnh Quảng Nam đã đầu tư hơn 310 tỷ đồng xây dựng trường, lớp học và mua sắm thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập. Nhờ đó, cơ sở vật chất của các trường học trên địa bàn tỉnh đều đảm bảo phục vụ công tác giảng dạy. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành giáo dục hiện có hơn 3.800 biên chế, tăng gần 750 người so với năm học trước. Việc luân chuyển giáo viên giữa các vùng miền núi với đồng bằng đã được ngành giáo dục đào tạo tỉnh triển khai thực hiện trước khi bước vào năm học mới, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, giáo viên. Bản tin xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 6 tháng 9, Tổng giám mục Leopoldo Zirelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam, đã đến thăm thành phố Đà Nẵng. Tại buổi tiếp Tổng giám mục Leopoldo Zirelli, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Võ Duy Khương khẳng định mối quan hệ tốt đẹp cũng như sự hợp tác chặt chẽ giữa Tòa Tổng giám mục Đà Nẵng và chính quyền thành phố, nhấn mạnh chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam, đó là tôn trọng quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của nhân dân. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố mong muốn Tổng giám mục Leopoldo Zirelli tiếp tục quan tâm, hỗ trợ sự phát triển của giáo hội Công giáo tại Đà Nẵng và thành phố nói chung.
Tổng giám mục Leopoldo Girelli bày tỏ ấn tượng trước vẻ đẹp thiên nhiên, con người và cảnh quan của thành phố Đà Nẵng và tin tưởng rằng Đà Nẵng, thành phố của những cây cầu, sẽ phát triển phồn vinh trong tương lai. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố và Tổng giám mục nhất trí cho rằng một trong những cây cầu quan trọng nhất của Đà Nẵng chính là cây cầu giữa chính quyền sở tại và giáo phận. Tại buổi họp đại hội lần thứ 7 nhiệm kỳ 2011-2015 của Hiệp hội Lương thực Việt Nam được tổ chức sáng ngày 6 tháng 9 ở thành phố Cần Thơ, Hiệp hội đã công bố số liệu 8 tháng đầu năm 2011, Việt Nam xuất khẩu được 5,3 triệu tấn gạo, trị giá FOB 2,525 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,4% về số lượng và tăng 23,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2010. Dự kiến cả năm 2011, Việt Nam xuất khẩu 7 triệu tấn gạo. Theo thống kê, trong giai đoạn 2006-2010, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng 33,7% về số lượng và tăng 165,3% về giá trị so với giai đoạn 2001-2005. Thị trường tiêu thụ chính là châu Á, châu Phi và châu Mỹ. Tại đại hội, Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã thống nhất đề ra nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới. Từ năm 2012 đến năm 2015, mỗi năm nước ta sẽ xuất khẩu bình quân 6 triệu tấn gạo sang các thị trường tiêu thụ chính là châu Á, châu Phi và Trung Đông. Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ thực hiện 5 biện pháp đảm bảo xuất khẩu gạo đạt hiệu quả cao, gồm nâng cao chất lượng lúa gạo trên cơ sở chọn hạt giống và thiết lập các vùng nguyên liệu chất lượng cao, từng bước hình thành thương hiệu riêng của sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm gạo, đáp ứng nhu cầu thị trường đa dạng, trong đó đẩy mạnh xuất khẩu gạo thơm, tăng cường năng lực cạnh tranh để duy trì và củng cố các thị trường truyền thống và đáp ứng yêu cầu của các thị trường mới để ổn định và tăng thị phần, gắn kết giữa sản xuất và tiêu thụ, tổ chức thị trường để tiêu thụ kịp thời và đảm bảo giá lúa ổn định cho nông dân, bảo đảm quản lý, điều hành xuất khẩu gạo đạt hiệu quả cao, chống bán phá giá. Hiện nay trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn hàng chục điểm phức tạp về tai nạn giao thông. Trong tháng an toàn giao thông năm nay, các ngành chức năng của tỉnh Quảng Ngãi đang tìm cách xóa bỏ các điểm đen này. Qua kiểm tra thực tế tại các điểm, các đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận, đây là các khu vực có kết cấu hạ tầng giao thông tốt, nhiều khu vực đường rộng và thoáng nhưng tai nạn giao thông vẫn liên tiếp xảy ra. Nguyên nhân được xác định là do sự chủ quan từ phía người điều khiển phương tiện. Do ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện, tức là do thấy đoạn đường tốt, thẳng là phóng nhanh, tức là không làm chủ được tốc độ. Và khi không làm chủ tốc độ rồi thì sẽ kéo theo cái tình trạng tức là tránh vượt sai quy định, bị lố xe là bị xe ngược chiều tông vào, gây hậu quả nghiêm trọng. Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi dài hơn 100 km, đi qua 6 huyện, thành phố, nơi tập trung dân cư đông đúc và mật độ các phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng nhanh. Với sự nỗ lực của các ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi, trong thời gian qua, nhiều điểm đen về tai nạn giao thông cũ trước đây cơ bản đã được xóa bỏ, nhưng lại phát sinh thêm một số điểm đen và các tụ điểm phức tạp mới về giao thông. Năm 2009 chúng tôi xác định là 28 điểm đen, 9 tụ điểm giao thông phức tạp. Nhưng năm nay chúng tôi xác định lại, qua quá trình khảo sát lại, thì xác định năm nay chỉ còn có 11 điểm, thì trong đó chỉ có 8 điểm đen và 3 tụ điểm giao thông phức tạp. Đồng thời qua đây chúng tôi cũng phát hiện để kiến nghị với cơ quan cấp có thẩm quyền khắc phục ngay những cái yếu tố do công tác quản lý nhà nước tạo nên, hạn chế bớt phần nào cho tai nạn giao thông trong thời gian tới. Trong tháng an toàn giao thông năm nay, các ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung tìm cách xóa tất cả 11 điểm đen và các tụ điểm phức tạp về tai nạn giao thông còn tồn tại trên quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Mặt khác, sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, nhắc nhở, giáo dục nhằm khắc phục tình trạng phóng nhanh vượt ẩu của người điều khiển phương tiện giao thông, vì đây là những nguyên nhân chính của phần lớn các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong thời gian qua trên quốc lộ 1A. Việc đầu tư cho sản xuất nông nghiệp không thể không kể đến các loại phân bón, song có một thực tế là hiện nay trên thị trường rất đa dạng chủng loại phân bón và không ít thương hiệu vì lợi nhuận trước mắt đã ngang nhiên sản xuất những loại phân bón kém chất lượng gây bức xúc trong nhân dân. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Gia Lai. Sau khi nhận được thông tin về sự việc hơn 2.500 cây cà phê bị cháy lá bất thường, nhóm phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có mặt tại gia đình ông Nguyễn Tiến, thôn Iagon, xã Iagren, huyện Đức Cơ để tìm hiểu tình hình. Tại vườn cây cà phê của gia đình này, sau gần 20 ngày được cán bộ kỹ thuật phòng nông nghiệp huyện Đức Cơ hỗ trợ cứu chữa kịp thời, vườn cây tưởng chừng như đã chết cháy, đã dần hồi phục và sinh trưởng trở lại. Vừa rồi tôi ra đại lý là mua đạt hàng là mua phân sông danh, nhưng khi về đến nhà thì đại lý gọi điện thoại đấy nhá, là nói phân sông danh nó thiếu không có hàng.
tức là mới đại lý về ngày đổ qua sông Quế Lâm. Quế Lâm thì tôi hỏi giá cả thì nó cũng bằng giá với lại sông Danh. Thành ra gia đình đồng ý lấy về để bón. Sau khi bón được 15 đến 20 ngày là thấy hiện tượng vườn nó chuyển màu vàng hết, nó không phát triển được. Với kinh nghiệm 16 năm trồng cà phê của mình, lần đầu tiên ông Tiến phải cầu cứu đến phòng nông nghiệp. Lãnh đạo phòng nông nghiệp huyện Đức Cơ đã cử cán bộ kỹ thuật xuống hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục cho nông dân. Là chúng tôi nhận định nó có khả năng sẽ bị ngộ độc hữu cơ do một số cái chất độc như là HAS, nó làm cho cái lá bị cháy và vỡ cái tế bào của mặt lá. Cho nên là chúng tôi loại trừ cái trường hợp là bị bệnh. Bởi vì bị bệnh thì chỉ có một số cây chứ không thể nào 100% vườn. Trong khi đó là những vườn xung quanh là nó không bị cái hiện tượng này. Thì tôi đã hướng dẫn chủ hộ là bổ sung một số vi sinh vật và một số cái chất để giúp giải độc hữu cơ, ví dụ như vi sinh Chico với lại là lân. Có thể nói, việc chọn phân bón phù hợp để phát triển cây trồng là rất quan trọng, nên các nhà nông hãy trở thành người tiêu dùng thông minh khi cần lựa chọn cho mình một thương hiệu phân bón uy tín, đảm bảo đáp ứng tốt mọi yêu cầu kỹ thuật. Đây cũng là bài học kinh nghiệm chung cho các nông dân trồng cà phê trên địa bàn tỉnh Gia Lai.